đón xem chương trình Sắc Màu Hy Vọng 20:30 tối ngày 6 tháng 7 trên HTV2, VTV8, VTV9, truyền hình thành phố Cần Thơ, Today TV và trên app Shopee với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đang được yêu thích. Đặt lịch xem ngay Sắc Màu Hy Vọng lúc 20:30 tối ngày 6 tháng 7.